Hả? Mọi người tới đông đủ rồi à? Thưa sư phụ, con đã tới. Đại ca ơi, sư phụ muốn rời bỏ chúng ta lên trời để trở thành tiên đó. Hả? Cái gì chứ? Nào, các con hãy bình tĩnh lại đi. Sáng nay, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho người dán ý chỉ xuống, bảo ta lên thiên đình, giao cho ta một trọng trách vô cùng quan trọng. Ta không thể nào từ chối. Nhưng còn chúng con thì sao chứ? Các con đã theo ta từ lúc rất nhỏ. Lúc mà cha mẹ các con đã từ bỏ các con, ta đem về đây nuôi dưỡng và theo ta tu tiên trên ngọn núi này cũng đã được vài năm. Nhưng ta cảm thấy đến lúc các con cần phải có một con đường tu hành riêng của mình, một cuộc sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Nào, ba đứa hãy làm chủ vận mệnh cuộc đời của mình. Sống tốt là do các con chọn. Đến lúc ta đi đây. Không, không, sư phụ. Hay quá, hay quá. Vậy là chúng ta đã có được một cuộc sống tự do rồi. Này, mọi người mở tiệc ăn mừng đi, nhậu không say không về. Em nói cái gì đó chưa đệ? Dù không có sư phụ ở đây, chúng ta vẫn phải nghiêm khắc bản thân và tiếp tục con đường tu hành. Đại ca ơi, đại ca đi đâu thế? Cho em theo với, em sẽ mang khăn sửa túi cho đại ca. Con đường tu hành phải một thân một mình, không được phạm vào thất tình lục dục. Ở nương mũi cùng với chư đệ, hai em cũng hãy tìm cho mình một con đường riêng để tu hành đi. Chào các bạn, tôi là một con rồng núi con. Vừa mới đẻ ra thôi thì cha tôi đã bỏ theo bồ nhí, khiến mẹ tôi vô cùng tức tối và chết ngay tại chỗ. Thấy được cảnh đau lòng đó, sư phụ tôi là một tiên nữ xuống núi tu hành, cũng đã nhận tôi cùng với hai đồ đệ nữa đem về nuôi dạy. Nhưng không được bao lâu, bà ấy đã lên trời phục mệnh Ngọc Đế, để lại ba đệ tử tụi tôi tiếp tục tu hành ở trần gian thế này đây. À, đau à, đau à, có ai cứu tôi khỏi móng vuốt của lũ sói yêu tinh này không? À. Hả? Là tiếng la thảm thiết của một con rùa bị lũ sói yêu tinh khổng lồ xé xác à? Chết tiệt, mau, mau, dừng lại, dừng lại. Các ngươi sao độc ác đến thế? Sinh vật rùa một mình lẻ loi tội nghiệp, sao các ngươi lại muốn xé xác nó? Bọn chúng chết hết rồi. Cảm ơn ân nhân nhiều lắm. Còn ngươi nữa, sao đi đâu mà một mình một bóng để lũ sói yêu tinh tấn công thế này? Không phải tôi rời bỏ đèn đâu, mà là gia đình, bà con, cô bác của tôi bị yêu tinh khắp mọi nơi bắt và xé xác. Tôi một mình thoát được tới đây thì gặp chuyện. Hả? Yêu tinh có khắp mọi nơi à? Được rồi, ngươi hãy tìm một chỗ an toàn núp đi. Ta sẽ thay trời hành đạo, đi tới đâu tiêu diệt lũ yêu tinh tới đó. Thế là tôi đã chọn con đường tu hành của mình là tiêu diệt yêu tinh, tiêu diệt kẻ xấu, giúp đỡ những sinh vật yếu. Trên đường tôi đã bắt gặp rất nhiều nạn nhân của lũ yêu tinh, trong đó có những sinh vật con người vô cùng tội nghiệp khốn kiếp. Lần này tôi sẽ không để cho bọn chúng lộng hành nữa. Cái gì đây? Một con tắc kè to gan dám xông vào trong hang ổ của bọn ta. Người muốn tới đây nộp mạng hay sao? Được rồi, anh em, mau xé xác nó đi. Tụi bay nhớ chừa tao cái phao câu đó nha. Bọn chúng tưởng lầm tôi là tắc kè núi, dễ ức hiếp và dễ ăn thịt. Nhưng thật không ngờ, trước mặt bọn chúng lại là một con rồng núi. Sau đó, tôi cũng nhanh chóng dùng móng vuốt sắc nhọn cùng với hàm răng cứng cáp của mình tiêu diệt hết lũ độc ác này. Cứ tiếp tục như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi năm qua năm, tôi diệt trừ rất nhiều yêu quái. Dần dần thì người tôi cũng đã lớn lên và thật thụ trưởng thành. Vậy là tôi cũng đã lớn lên. Không biết giờ này ở nương sư muội và chư sư đệ như thế nào rồi. Tôi nhớ họ quá, nhưng mà chắc có lẽ họ sẽ sống tốt thôi. Được rồi, tôi lại tiếp tục lên đường trừ gian diệt bạo, hoàn thành sự nghiệp tu hành của mình để không phụ lòng sư phụ. Mau nói cho tao biết chỗ con kỳ lân đó ở đâu, nếu không tao sẽ giết sạch sinh vật ở khu rừng này. Ta không nói với thứ yêu tinh độc ác cho ngươi đâu.
Hả? Có yêu tinh đang tàn sát những sinh vật ở khu rừng này. Chết tiệt! Mau dừng lại, dừng lại! Mẹ kiếp, kẻ nào quấy rối ta mày? Hả? Chết tiệt! Ngươi là tên khốn nào dám xen vào chuyện của ta? Lão chúng từ đây sẽ phân thay sẽ thịt ngươi. Thì ra là một con quái vật heo. Hả? Chư đệ là ta đây, là ta đây, đại sư huynh của đệ đây. Cái gì? Ngươi là đại ca ta? Hả? Đúng rồi, là đại ca. Đại ca. Chư đệ hay quá, thật không ngờ lại gặp đệ ở đây. Ồ, còn ở nương muội đâu? Đệ có thấy muội ấy không? Đại ca, đệ xin lỗi, đệ không bảo vệ được cho muội ấy. Là sao chứ? Mau nói cho ta biết, có chuyện gì đã xảy ra với muội ấy? Kể từ khi đại ca xuống núi, muội ấy cứ đòi đi tìm đại ca, đệ ngăn cản nhưng không được, do đó đệ quyết định đi theo muội ấy để bảo vệ. Ròng rã suốt 7 năm, bọn đệ đã lang thang tới đây, thì đột nhiên muội ấy đã bị một con kỳ lân tấn công. Đệ không kịp cản, nó đã giết chết muội ấy. Bây giờ đệ lục tung cả khu rừng này để tìm nó báo thù, nhưng lũ sinh vật ở đây lại che giấu. Cái gì? Khốn kiếp, lũ chết tiệt đây, mau nói cho ta biết, chỗ con kỳ lân đã giết chết muội của ta ở đâu? Thì ra ngươi chung bọn với anh. Bọn ta không nổi đâu. Tôi rất là căm phẫn khi nghe được những lời nói đó từ chư đệ của tôi. Tôi phải quyết lật tung cả khu rừng này để tìm con kỳ lân kẻ đã giết chết ở nương muội của tôi. Dù cho lũ sinh vật ở đây không hé một lời, nhưng tôi với cái khứu giác đặc biệt của loài trong núi, tôi đã đánh hơi và bắt đầu lần mò. Tôi tìm khắp mọi bụi cây và rừng cỏ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện được chỗ của con súc sinh chết tiệt đó. Cái chết tiệt này, sao ngươi lại tấn công ta? Ta không thù không oán gì với ngươi. Cầm mồm, ngươi đã giết chết ảnh hương mũi của ta. Bây giờ ngươi định chối tội à? Ta sẽ lấy cái đầu của ngươi xuống. Ta là linh vật ở khu rừng này, ta luôn bảo vệ những sinh vật khác, chưa từng hại ai. Sao ngươi lại đổ thừa ơn cho ta? Chính miệng chư đệ ta nói, chính ngươi đã giết muội ấy. Ngươi nói ta giết một con ở nương cái à? Đúng rồi, không phải ta giết, mà cái tên đầu heo đã giết. Là sao chứ? Mấy ngày hôm trước. Muội ơi, đừng tìm đại ca nữa, hắn sẽ không thương muội đâu. Đã mấy năm rồi ta theo muội, chẳng lẽ tấm chân tình của ta muội không thấu hiểu hay sao? Thôi niêm mồm đi. Đại ca chắc chắn sẽ cần tới muội. Một ngày nào đó đại ca sẽ thay đổi và yêu muội. Ta nói cho muội biết, đại ca đã có người khác trong lòng rồi, đó chính là sư phụ. Không thể nào. Dù đại ca không thích tôi, tôi cũng không bao giờ để mất tới hình đâu. Đồ xấu xa. Ok, còn chết tiệt đây. Mày không yêu tao thì mày hãy chết đi. Tôi đã thấy hắn giết chính sư muội của mình. Sau đó hắn phát hiện ra tôi nhìn thấy hắn, hắn đã đuổi theo tôi, tấn công tôi, hút lấy nguồn sức mạnh của tôi. Người của tôi bây giờ đầy thương tích. Người đổ lao, người đổ thừa ơn cho chư đệ ta. Tất cả những gì tôi nói là sự thật. Được rồi, tôi sẽ đánh cược mấy ngày một ván. Bây giờ ngài hãy ăn luôn cái thân thể này của tôi, sẽ giúp ngài khai mở được phép thuật vô biên. Đổi lại, ngài phải đi nói rõ với sư đệ của mình, nếu hắn đúng là kẻ tàn độc, ngài hãy ra tay giết hắn và hãy thay tôi bảo vệ khu rừng này. Còn nếu như không, tôi sẵn sàng mất tất cả. Được. Vậy là sinh vật kỳ lân này đã đứng im để cho tôi ăn trọn cơ thể nó vào người. Và rồi sự kỳ dị biến hóa phép thuật của nó đã giúp người của tôi khai mở tất cả các mạch, đồng thời làm cho phép thuật của tôi trở nên vô biên. Wow, trông tôi thật là ngầu.
giống như là một sinh vật thần thoại vậy. Được rồi, đến lúc phải đi tìm Chư Đệ, hỏi hắn cho rõ. Chư Đệ, Chư Đệ. Đại sư huynh, sư huynh tìm được con kỳ lân đó chưa? Hả? Người của người, tại sao lại trở nên to lớn khổng lồ vậy? Do mấy năm trước, lúc còn theo ở Nương Sự Muội, đệ có học được phép thuật này và có thể biến to được hình tướng. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng đâu. Sư huynh tìm được chỗ con kỳ lân đó rồi phải không? Mau chỉ chỗ cho đệ đi. Cảm ơn. Người đang lừa dối ta đúng không? Không thể nào một sinh vật tâm thường có thể học được biến đổi hình tướng to lớn. Từ khi người đã hấp thụ tiên khí của kỳ lân, vậy là con kỳ lân đã nói đúng. Người chính là kẻ đã giết chết sư muội. Cái gì? Người đã gặp được con kỳ lân đó rồi à? Có thể cùng người cũng trở nên khổng lồ. Không lẽ người đã... Đúng vậy. Con kỳ lân đó đã tự nguyện vào cơ thể nó cho ta. Ta đã hấp thu hoàn toàn rồi. Thật không ngờ ván cược này nó lại thắng. Còn ngươi là kẻ độc ác, dám hại ở nương mũi. Mẹ kiếm, tại vì con ngu ngốc đó không biết quý trọng ta. Ta đã theo đuổi nó từ lúc gặp nó, từ lúc ngươi đi. Ta muốn thứ gì ta đều làm cho. Vậy mà một mực cứ gửi hình bóng yêu thương cho ngươi. Thậm chí ta nói ngươi đã thích, đã yêu sư phụ, nhưng nó không tin. Dám chửi ta là bẩn thỉu, ta xứng đáng phải bị ta giết. Cảm ơn. Thứ tình yêu của ngươi là thứ tình yêu ích kỷ. Hãy chết đi, hãy xuống địa ngục để đền tội cho anh nương mũi. Tôi còn cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Đặc biệt nhất, tôi có lỗi với lại kỳ lân. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với nó, ở lại và bảo vệ khu rừng này.